Hạnh phúc sẽ đến với một số bạn ở trong này là sự cân bằng trong cuộc sống. Bạn tìm được hướng đi cho mình chẳng hạn. Bạn biết hiểu được bản thân muốn điều gì. Ước muốn của bản thân là gì và ước muốn dựa theo bản ngã sẽ như thế nào. Và những cái cách sống của bạn, những cái điều mà suy nghĩ, những cái hành động của bạn dựa theo thực sự bên trong bạn hay chỉ là bạn dối lòng, hoặc là bạn chỉ sống vì người khác, thì bạn sẽ rõ cái hướng đi của mình hơn. Một số bạn thì ước mơ về sự thành công, sự dồi dào, đầy đủ, đẹp đẽ, dung nhan chẳng hạn, đẹp về ngoài lẫn bên trong luôn, nghĩa là bạn tự tu bổ, tu dưỡng cho bản thân mình được tốt hơn á, thì mình thấy sắp đến là cái niềm hạnh phúc sẽ đến với bạn bằng là cách là bạn sẽ trở nên rạng rỡ và xinh đẹp hơn, cuốn hút hơn, nhẹ. Nếu như bạn có ý muốn giảm cân chẳng hạn thì bạn sẽ được như ý nguyện luôn nha. Mình vẫn thấy cái vấn đề giảm cân ở đây còn lớn. Rồi về cái lần xe số số 2, second chakra. Lần xe số 2 thì bạn dùng màu một cam cho mình ha, một cam để mà kích hoạt cái may mắn trong các vấn đề, ví dụ là tài chính, ở đề về công việc luôn, thậm chí là về tình cảm luôn. Còn nếu bạn nào đang trong tình trạng mà túng thiếu tiền bạc, hoặc là cảm thấy không như ý nguyện của mình về vấn đề tiền bạc, hoặc là cảm thấy là chưa đủ những cái số tiền nó chưa đủ cung cấp cho cuộc sống của mình, thì trong thời gian tới đây bạn sẽ được tọa nguyện sự may mắn dồi dào không ngờ sẽ ập vào cuộc sống của bạn. Tuy nhiên mình có cái lời khuyên ở đây là bạn thay vì kiểm soát nó thì bạn cứ thả lỏng đi nha. Bạn tin tưởng vào vũ trụ là bạn sẽ được một cái gì đó, thì bạn sẽ được ha. Tuy nhiên mình nên nhắc bạn là nếu như những cái vấn đề, những cái đồ vật cũ kỹ của bạn, hoặc là những cái con người không còn phù hợp, thì sẽ bị vũ trụ đẩy ra ngoài bằng cách bạn sẽ trả giá một cái gì đó. Cái trả giá này là xứng đáng nha, tại vì nó quá cũ rồi, nó quá bị mạng nhện đóng lâu ngày, lâu năm, lâu đời, lâu kiếp rồi, thì nó còn phải tẩy ra, tống ra ngoài. Và khi tống ra ngoài thì bạn sẽ không quen với cái điều đó, thì bạn quen với cái cách, cái đồ vật nó ở bên bạn. Nó tuy nó cũ, nó bụi bặm, thì có thể nó đen sạm đi rồi, nhưng bạn vẫn cảm thấy nó yên bình, hoặc là nó gì đó nó quen thuộc ha. Thì khi mà bị tống đi ra ngoài rồi, để thì vũ trụ để bù đắp cho bạn cái mới, cái tốt hơn á, thì bạn có thể là hơi bỡ ngỡ một xíu thôi, bạn hơi buồn một xíu nha, bạn mất mát, tuy nhiên nó là đáng, là xứng ha, để mà được bù đắp bạn ha. Rồi trong tình cảm thì nếu như bạn muốn mưu cầu về tình cảm, thì sắp đến thì có người trân trọng bạn, yêu thương bạn. Tuy nhiên đây không phải là hiện tại mà là sắp đến, với điều kiện là bạn phải biết yêu thương bản thân mình, đặt bản thân mình lên đầu tiên, chăm sóc sức khỏe cho mình nha.